Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đã gây không ít khó khăn cho việc sản xuất của bà con nông dân. Chính vì vậy, các ngành các cấp đã có nhiều hoạt động, nhiều mô hình nhằm hỗ trợ nông dân thích ứng với biến đổi khí hậu. Và một trong số những hoạt động hiệu quả tích cực không thể không nhắc đến, đó là việc triển khai quỹ đồng tài trợ mô hình thích ứng với biến đổi khí hậu, gọi tắt là quỹ CCA do dự án AMD Trà Vinh thực hiện trên địa bàn tỉnh. Ghi nhận của phóng viên chuyên đề về hiệu quả của nguồn quỹ này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Trong những năm qua, một trong số những mô hình sản xuất hiệu quả được hỗ trợ đầu tư từ nguồn quỹ CCA, đó là mô hình trồng rau màu của Tổ hợp tác Rau An toàn Áp Phố, xã An Quảng Hữu, huyện Trà Cú. Với mô hình này, dự án AMD triển khai hỗ trợ nguồn giống trên 350 triệu đồng, đầu tư giống phân hữu cơ vi sinh và hệ thống tưới tiết kiệm nước cho 26 nông hậu. Từ khi sử dụng giống phân hữu cơ vi sinh kết hợp với hệ thống tưới tiết kiệm nước để canh tác rau màu, bà con nơi đây sản xuất đều có hiệu quả hơn so với giới trước. Cụ thể, phương pháp này có thể giúp giảm chi phí công chăm sóc và tiết kiệm nước so với tưới truyền thống từ 20% đến 40%, từ đó tăng thu nhập của hộ gia đình hơn 20%. Trong bối cảnh ảnh hưởng từ việc biến đổi khí hậu gây ra các hiện tượng mùa khô có xu hướng kéo dài hơn, hạn hán ngày càng khốc liệt và tình trạng thiếu nước đến báo động do mực nước ngầm ngày càng thấp. Thì việc hỗ trợ đầu tư như trên đã giúp bà con sản xuất ổn định hơn, đồng thời giúp nhiều nông hộ ý thức hơn về tầm quan trọng của việc canh tác thích ứng với biến đổi khí hậu. Được cái dự án AMD đầu tư á, có cái hệ thống tưới á, thì nó thích ứng với biến đổi khí hậu. Từ cái chỗ biến đổi khí hậu này thì nó nắng thì nó nắng quá, mưa thì nó mưa rất là nhiều nhưng mà có cái hệ thống tưới á, nó giúp ích cho được từng hộ uh, cho trong tổ là nó giảm được cái cái năng sức um, mà mà mình để mình tưới phun tại vì nó nó nắng thì nắng quá thì mình có cái hệ thống tưới phun thì uh, nó nó giảm được cái chi phí ngày công vì uh, cái cái lượng nước tưới thì nó rất ít nhưng mà nó không có bị thiệt hại là nhiều còn mùa mưa á, thì mình cũng 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 giảm được cái, cái nếu như mình cái cần chỗ nào mình sử dụng thì mình sử dụng chỗ nào không sử dụng thì mình à, nó cũng 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 rất là dễ à, cho mình trồng trọt. từ bước điểm đầu tư của nguồn quỹ CCA các thành viên của tổ hợp tác trao an toàn áp phố xã an Quảng hữu huyện trợ cúng cũng bắt đầu ý thức và chú trọng hơn việc đầu tư sản xuất thích ứng biến đổi khí hậu Bà Quách Thị Úc, Tổ trưởng Tổ hợp tác Rau An toàn, Áp phố xã An Quán Hữu, huyện Trà Cú cho biết, những năm qua, ngoài việc sử dụng phân hữu cơ vi sinh và hệ thống tưới tiết kiệm nước, các thành viên trong tổ đã bắt đầu đầu tư trồng rau trong nhà lưới. Việc trồng rau màu trong nhà lưới ngăn không cho côn trùng vào sinh sản, nhờ đó hạn chế tối đa tình trạng sâu bệnh gây hại. Sâu bệnh giảm, đương nhiên sẽ hạn chế tối đa việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Ngoài việc giảm sâu bệnh, mô hình nhà lưới còn hạn chế được mưa, gió, nắng, tránh cho rau cải bị hư hỏng, không thể bán được. Với việc sản xuất an toàn như trên, năng suất rau màu của các thành viên trong tổ cũng ổn định hơn trước, nhờ đó lợi nhuận cũng tăng hơn. Từ xuất phát điểm hơn 80% thành viên trong tổ đều là hộ nghèo và cận nghèo. Đến nay, tổ hợp tác rau an toàn áp phố xã An Quảng Hữu, huyện Trà Cú không còn hộ nghèo, đời sống của các hộ thành viên ngày càng ổn định hơn trước. Mấy thời gian qua được cái đầu tư á, xong trong cái tổ thì thấy cái hộ đều phát triển là vừa thấy mình thấy rõ rệt trước là chưa có được đầu tư mình còn đi mua thiếu mua chịu mua đựng còn được cái đầu tư vốn đó mấy chị tận dụng cái từ cái nguồn vốn của amd rồi mình nâng lên mình cái sản phẩm của mình làm ra thì các chợ người ta biết đến mình bán cũng rất là dễ Chị Thạch Thị Saran, một thành viên của tổ hợp tác rau an toàn ấp phố, xã An Quán Hữu, huyện Trà Cú cho biết, trước kia sản xuất rau màu thường xuyên gặp phải rất nhiều khó khăn về nước tưới, lượng mưa nhiều gây ngập úng hay sâu bệnh gây hại khó kiểm soát. Tuy nhiên, từ khi áp dụng hệ thống tưới tiết kiệm kết hợp với sử dụng phân hữu cơ vi sinh và trồng trong nhà lưới, năng suất rau màu của chị đã ổn định hơn trước rất nhiều. Công chăm sóc cũng giảm và thu nhập tăng. Với diện tích trên 1.000 m vuông rau màu, một năm chị Saran thu được lợi nhuận trên 40 triệu đồng. Mình được ăn đi hỗ trợ nhà lưới với tưới phun, mình tiết kiệm được thời gian mình làm công chuyện khác. Nhà lưới nó đỡ hư gao chứ nó không có bị úng cây gao rồi đó. Nó không có tê bị đỏ với vàng rồi, ở ngoài thì nó bị đỏ được triển khai trên địa bàn tỉnh từ năm 2015. Trong những năm qua, quỹ CCA được triển khai thực hiện ở 34 xã trong và ngoài dự án, tạo cơ hội tăng thu nhập và hiệu quả kinh tế cho các hộ nghèo và cận nghèo trong điều kiện ảnh hưởng của biến đổi khí hậu như hiện nay. Chị Hà Thị Thanh Liên, ngụ ấp Lạc Quà, xã Thành Quà Sơn, huyện Cầu Ngang chia sẻ, hộ của chị là một trong những nông hộ được quỹ CCA triển khai đầu tư mô hình trồng ớt chỉ thiên sử dụng phân hữu cơ vi sinh, hệ thống tưới giúp tiết kiệm nước tưới, Nhờ hệ thống tưới tiết kiệm này, chị giảm được công lao động, tiết kiệm được nước tưới hiệu quả. Riêng về phân hữu cơ vi sinh không chỉ giúp cây chắc lá, bộ rễ phát triển tốt, mà còn tăng tính bền cho cây trong điều kiện thời tiết diễn biến thất thường. Thời điểm này, bốn công ớt chỉ thiên của gia đình chị đang cho thu hoạch tốt, năng suất cao. Mỗi vụ thu hoạch có thể kéo dài 2,5 tháng, kể từ khi gieo trồng đến khi thu hoạch. Dự kiến từ đây đến cuối vụ sẽ thu hoạch từ 1,5 đến 2 tấn ớt trên một công giá bán dao động từ 20.000 đến 25.000 đồng một ký. Gia đình chị thu nhập được trên 20 triệu đồng một công. Sau khi đã trừ các khoản chi phí, phân bón, tưới tiêu và công lao động hái ớt. Theo chị Liên, bình quân 2 ngày gia đình chị thu hoạch ớt một lần, kéo dài hơn 2 tháng này. Do đây là vụ thứ ba liên tiếp gia đình chị trồng giống loại ớt này. Nên chi phí thấp hơn so với vụ đầu, lại không phải mua màng phủ cho cây ớt, nên cho lợi nhuận càng cao thì riêng bản thân tôi thì được dự án hỗ trợ cái hệ thống tưới phun thì rất tiện lợi từ đó tiết kiệm được thời gian mà cái khâu chăm sóc tại vì hồi trước kia thì không có dự án hỗ trợ thì mình đứng tưới nó nó không tiết kiệm được nước với lại là hao điện đến từ ngày mà dự án hỗ trợ đến giờ thì tiết kiệm được nước rồi giảm chi phí và tăng lợi nhuận rồi từ đó thì thì gia đình phát triển lên rồi tiết kiệm được thời gian rồi làm được công chuyện khác nữa cỡ coi như là cái cái quanh nước là chỉ mình lại mở rồi mình đi làm công việc khác. Rồi tới 15 20 phút gì đó là mình lại ngắt mở cái quanh khác rồi mình ngắt cái phân quanh đó lại cho nên nó tiết kiệm rất là nhiều thời gian. Không riêng chị Liên, chị Thạch Thị Mạnh, ngụ cùng ấp Lạc Hòa, xã Thành Quả Sơn, huyện Cầu Hang cũng được hỗ trợ tương tự từ nguồn quỹ CCA để trồng hai công ớt chỉ thiên. Chị Mạnh cho hay, trồng ớt chỉ thiên cho thu nhập thường xuyên, đặc biệt chi phí đầu tư ít mà thu hoạch kéo dài Tính ra, trồng ớt chỉ thiên lại suất cao hơn nhiều so với trồng lúa, nhất là trong khi thời tiết diễn biến bất thường, khô hạn kéo dài, không có nước tưới như hiện nay. Đặc biệt, việc kết hợp sử dụng thêm hệ thống tưới tiết kiệm và phân hữu cơ vi sinh để trồng loại cây này càng mang lại hiệu quả đáng kể. Trồng một công ớt giống chỉ thiên với gần 4.000 cây ớt, khoảng 3 tuần là cho thu hoạch. Với 4.000 cây ớt, sau khi trừ hao hụt thì năng suất có thể lên đến 3 tấn một công với mức giá bán khoảng từ 10.000 đồng một ký đến vài chục ngàn đồng một ký, tùy theo chất lượng của quả ớt, cũng sẽ cho thu nhập hàng chục triệu đồng một công. Với những hiệu quả sản xuất khả quan như thế, trong những năm gần đây, gia đình chị Thạch Thị Mạnh đã có thu nhập ổn định hơn trước và thoát nghèo vào cuối năm 2018. Vợ chồng cũng, gia đình cũng ăn khá giả mà cất được cái nhà cũng vậy cũng khỏe rồi rồi mai mốt này rồi ráng làm vợ chồng ăn, nuôi hai đứa con nữa đi học Quỹ đồng tài trợ mô hình thích ứng với biến đổi khí hậu CCA là một trong những hoạt động quan trọng của dự án AMD Trà Vinh được triển khai thực hiện từ năm 2015 trên địa bàn tỉnh. Tính đến nay, nguồn quỹ này đã được triển khai thực hiện ở 34 xã trong và ngoài dự án, đầu tư cho các hộ nghèo và cận nghèo của bảy huyện: Cầu Ngang, Duyên Hải, Trà Cú, Châu Thành, Cầu Kè, Tiểu Cần, Càng Long với 903 tiểu dự án. Hầu hết các tiểu dự án đều hướng đến sử dụng các tiến bộ kỹ thuật, giảm thiểu tác động đến môi trường, tận dụng nguồn lực địa phương, tiết kiệm đầu tư và đặc biệt là thích ứng với biến đổi khí hậu. Thì đến thời điểm này dự án triển khai được 4 cái mô hình sinh kế. À, trong đó thì có khoảng 7.000 hộ hưởng lợi và hình thành được khoảng trên 600 cái tổ hợp tác. Thì trong quá trình triển khai thực hiện cái quỹ này đó thì đến thời điểm này đó thì quỹ đã tạo được cái giải quyết được việc làm cho khoảng là hơn 7.000 hộ, trong đó hộ nghèo hoặc cận nghèo được khoảng 60%. Về cái hiệu quả đầu tư của cái quỹ này đó thì hiện nay thì cái qua cái quá trình đầu tư thì kết hợp với cái 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 tập huấn kỹ thuật mà sản xuất thích ứng với đổi khí hậu đó thì đến thời điểm này thì phải nói rằng cái mô hình này cái quỹ này triển khai thực hiện rất là thành công và mang lại hiệu quả thiết thực cho người dân trong đó tập trung là cho cái người nghèo và hộ cận nghèo và cái hộ đồng bào dân tộc Khmer à, thì đến thời điểm này thì nói chung thì qua cái tác động của dự án thì hiện nay thì hầu hết các cái mô hình sinh kế của người dân đều đảm bảo được cái yếu tố thích ứng ví dụ như là nuôi à, à, nuôi gà thì sử dụng trên nền lót sinh học ví dụ như là trồng rau màu thì sử dụng cái tưới tiết kiệm nước phân hữu cơ vi sinh vân vân thì từ những cái yếu tố này thì nó đảm bảo được cái năng suất nông nghiệp của người dân trong cái quá trình mà biến đổi khí hậu và cái thu nhập của người dân tăng lên Quỹ CCA là một trong bốn nguồn quỹ đầu tư của dự án AMD, được đánh giá là nguồn quỹ mang lại hiệu quả thiết thực nhất thông qua việc hỗ trợ trực tiếp các đối tượng hưởng lợi là hộ nghèo, cận nghèo, hộ sản xuất kinh doanh, tổ hợp tác. Giới đối tượng ưu tiên là hộ Khmer, hộ cho nữ làm chủ. Đến nay, nguồn quỹ này đã tài trợ cho trên 7.400 hộ thuộc nhóm đối tượng hộ nghèo, cận nghèo, hộ Khmer, hộ cho nữ làm chủ hộ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, với tổng số tiền giải ngân gần 81 tỷ đồng là đối với cái dự án này thì chúng tôi đánh giá là hiện nay thì cũng đã góp phần cho địa phương trong việc cái xây dựng cái nông thôn mới thì đến nay là hai phần ba xã dùng dự án đã hoàn thành mục tiêu chương trình nông thôn mới rồi và chương trình giảm nghèo thì dự án cũng có đánh giá là đánh giá thì hiện nay cái xã trong dùng dự án thì cái tỷ lệ giảm nghèo nhanh hơn khoảng 1,25% hai so với xã ngoài dùng dự án và cái mô hình đây là một cái cơ hội mà một cái nguồn vốn rất lớn của dự án thì nếu tính ra dự án đầu tư thì khoảng gần 81 tỷ cho cái mô hình này. Và trên cơ sở đánh giá thành công của nhà tài trợ và dự án cũng đã xin chủ trương ban tỉnh nhân rộng cái mô hình này ra toàn tỉnh và mong muốn cái gì không có mong muốn gì hơn thì đối với thời điểm dự án kết thúc thì chúng tôi mong là sao các địa phương quan tâm để duy trì và phát triển cái này để tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội địa phương và tạo thu nhập cho cái người nghèo. Trong những năm qua, ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đã gây không ít khó khăn cho sản xuất của bà con nông dân. Chính vì vậy, cần khẳng định việc quan tâm đẩy mạnh các nguồn quỹ tài trợ, các mô hình sản xuất nông nghiệp nhằm thích ứng biến đổi khí hậu, chính là giải pháp hiệu quả để nâng cao giá trị kinh tế nông nghiệp, giúp bà con nông dân, đặc biệt là hộ nghèo và cận nghèo ổn định cuộc sống và giảm nghèo bền vững. Đến đây chúng tôi xin được khép lại chương đề môi trường giấy biến đổi khí hậu của Đài Truyền hình Trà Vinh ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân bánh chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại.